Người đàn ông da đen này vừa ngủ dậy thì đã có hàng chục kẻ hầu người hạ vây xung quanh, đánh thức anh ta là cả một dàn nhạc giao hưởng du dương. Anh ấy được người hầu xỏ dép hay cho tới cả việc đánh răng rửa mặt, tất cả đều không phải đụng tay đến, thậm chí cả việc đi vệ sinh cũng có người lau chùi sạch sẽ, tắm rửa cũng phải do mỹ nữ xinh đẹp chăm sóc chu đáo, anh đi tới đâu hai cung nữ sẽ giải hoa hồng tới đó. Ăn sáng cũng phải ăn trên chiếc bàn vài chục mét, đến nỗi muốn hắt xì phải dùng bộ đàm để liên lạc. Anh chàng sung sướng quyền lực này chính là hoàng tử Akim, người thừa kế duy nhất ngai vàng của Zamunda, nhưng có vẻ như anh ấy không vui với cuộc sống quý tộc này chút nào. Cũng chỉ vì cuộc sống trước nay của anh đều do cha mẹ sắp đặt, hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của hoàng tử, cũng là ngày anh sẽ gặp vợ sắp cưới của mình. Trong lúc dùng bữa sáng, tuy trên bàn đầy những món ăn ngon nhưng vẻ mặt của Akim rất buồn bã. Điều này khiến Đức vua cùng hoàng hậu vô cùng lo lắng. Vị hoàng tử than phiền với cha mẹ rằng mình chỉ muốn được tự nấu nướng và tự chăm sóc bản thân. Những việc thường ngày trong cuộc sống như thế còn không thể quyết định được, thì hiển nhiên việc hôn nhân trọng đại của Akim khó mà tránh khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Anh chàng mong muốn người phụ nữ yêu anh vì chính bản thân anh, chứ không phải vì mình có cả một vương quốc cùng hàng ngàn khối tài sản kết dù. Ngày đính hôn cũng đã tới, quốc vương bắt đầu tuyên bố nghi lễ để hai bên tìm hiểu nhau. Bất ngờ ở dưới một bà cô to béo bước ra khiến Akim sợ xanh mặt. Rất may bà cô đó không phải vợ tương lai của anh. Sau màn biểu diễn sôi động thì vị hôn thê Imani lộng lẫy cũng xuất hiện. Nhưng Akim có vẻ không ấn tượng gì và đề nghị được trò chuyện riêng với cô gái khiến mọi người trong khán phòng khá tò mò. Hoàng tử bày tỏ nếu hai người kết hôn thì ít nhất phải hiểu về nhau. Akim hỏi hôn thê rằng cô thích làm gì nhất thì được đáp lại rằng bất kể những điều mà ngài thích thì tôi sẽ thích cái đó. Tiếp theo anh lần lượt hỏi món ăn yêu thích và thể loại âm nhạc của cô, nhưng câu trả lời vẫn y hệt như cũ. Vị hoàng tử thất vọng ra lệnh cô nàng không cần phải phục tùng mình nữa, nhưng cô nàng nhất quyết nói không. Được, nếu đã như vậy thì hãy sủa tiếng chó cho tôi xem. Tiếp theo vừa nhảy lò có một chân vừa sủa. Imani đang nhảy tưng tưng theo lời hoàng tử thì quốc vương đột nhiên xông vào. Ông rất vui mừng khi thấy hai người đang tiến triển tốt. Akim tâm sự với vua cha rằng mình chưa bao giờ rời khỏi quê hương. Có lẽ sẽ có rất nhiều thứ thú vị ở thế giới bên ngoài đang chờ đợi anh trải nghiệm. Nhưng ông lại hiểu nhầm rằng thằng con muốn được chơi bời trác táng, muốn được làm con báo đời giàu có đầy quyền năng. Ông liền ban cho anh tận 40 ngày để quậy phá rồi hãy ngoan ngoãn quay về lấy vợ. Thời gian đối với Akim không nhiều. Anh nói cho Sammy người vệ sĩ sẽ đi cùng về bí mật muốn tìm cô dâu của đời mình. Sau khi thảo luận rồi tung đồng xu, cả hai sẽ quyết định đến Mỹ và điểm đến cụ thể là New York. Nhưng chỗ nào ở New York có thể tìm được một người phụ nữ thích hợp cho một vị vua? Vừa nói xong Akim tìm được quận Queens, nơi đây có lẽ là nơi rất thích hợp để tìm một hoàng hậu. Hai người nhanh chóng lên máy bay, hoàng tử không muốn mọi người biết mình thuộc hoàng gia nên họ ăn mặc rất giản dị, tới cả hành lý mang theo cũng rất gọn nhẹ. Sau khi lên taxi, Akim bảo với tài xế họ chỉ là sinh viên đến từ châu Phi rồi bảo anh chở họ đến nơi nghèo nhất khu Queens. Họ vừa tới nơi thì thấy có người đổ rác từ trên cao xuống. Akim phấn khích đây chính là tự do mà anh đã nghe về nước Mỹ. Họ quyết định thuê một phòng trọ giá rẻ, nhưng vừa mới bước vào trong thì hành lý bên ngoài đã bị trộm mất. Akim yêu cầu chủ nhà tìm cho mình một căn phòng tồi tàn nhất. Chủ nhà cũng không khách sáo đưa họ đến một căn phòng vừa có án mạng xảy ra, ngay cả đến con chó chúng cũng không tha. Mặc dù Sammy không thích nhưng hoàng tử lại rất hài lòng. Anh phấn khích đến nỗi vừa sáng sớm đã muốn chào hỏi hàng xóm, ấy thế mà thằng khứa ấy lại đòi giao cấu cả mẫu thân hoàng tử. Sở dĩ Akim vui sướng như vậy là vì đây chính là cuộc sống tự do mà anh đã bị khướp từ bấy lâu nay. Sau đó họ thay quần áo ăn mặc như người New York, sẵn tiện thay đổi luôn kiểu tóc rồi nghe ngóng được quán bar là nơi có nhiều phụ nữ nên nhanh chóng tới đó. Nhưng những người phụ nữ họ gặp ở đây đều rất quái dị, cô thì đòi hỏi nhu cầu xúc 9 tấn than bỏ lò 10 hiệp mỗi đêm, còn cô gái cá tính này chỉ muốn quen đàn ông có xe hơi xịn sò, rốt cuộc không một con bướm hư hỏng nào có thể đáp ứng được tiêu chí của hoàng tử đưa ra. Hai người trở về trong sự thất vọng và tình cờ gặp được ông chủ tiệm tóc. Dưới sự tư vấn nhiệt tình của ông ta thì cả hai đã tìm đến một nhà thờ đúng lúc họ đang tổ chức một buổi từ thiện. Trong bao cô gái xinh đẹp thì chỉ có một người khiến Akim để mắt tới. Đó chính là Lisa của MC đang kêu gọi quyên góp. Nam chính chăm chú quan sát cô nàng rồi quyên góp hẳn một sấp tiền mặt mà không nghĩ ngợi gì. Có vẻ chàng tử đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Bọn họ tìm hiểu được Lisa là con gái của ông Leo, chủ nhân một nhà hàng mắc chai ni nhái cửa hàng McDonald's. Để tiếp cận được cô gái, cả hai lập tức tìm đến để xin làm việc. Ông chủ giao cho Akim công việc lau chùi nhưng nhìn cách anh lau khiến ông ấy cũng phải cạn lời. May mà Leo cũng không quá khắt khe nên đã nhận cả hai vào làm. Cuối cùng thì Akim cũng có cơ hội tiếp cận Lisa, anh chàng tìm đủ lý do để được nói chuyện với cô. Bước đầu coi như khá thành công nhưng vấn đề thực sự bắt đầu xuất hiện. Lisa đã có bạn trai và đó là gã Darrow. Anh chàng này cũng là một công tử nhà mặt phố bố làm to nên Leo tỏ ra rất quý anh ta. Lisa hỏi Darrow ở buổi từ thiện hôm trước đã có người quyên góp một khoản tiền lớn, vậy đó có phải là anh không? Anh chàng mặt dày sĩ diện nhận ngay đó chính là mình, mặc dù khoản tiền đó là do Akim quyên tặng. Anh chàng keo kiệt này một xu cũng không muốn bỏ ra lại còn nói đạo lý mình làm vì những đứa trẻ,
Đã thế, Daryl luôn tỏ ra thượng đẳng, đối xử với người khác cũng chẳng ra gì, gã còn thẳng tay ném ly nước uống dở vào người Akim. Nam chính lo lắng cho vẻ bề ngoài của mình nên đã tìm đến tiệm tóc của ông chú nhờ ông ấy đảo cho bộ ngói thật cháy phố. Ông chủ tiệm tóc với kinh nghiệm 69 năm trong ngành của mình bảo rằng đổi kiểu tóc chẳng có tác dụng gì. Việc trước tiên anh phải làm là lấy lòng bố cô ấy. Muốn cua gái thì phải cua bố mẹ nhà nàng trước đã. Hoàng tử nghe chiến thuật của các bô lão liền ngộ ra được chân lý tình trường. Hôm sau anh lân la làm thân với Leo, nhưng vừa thấy bộ dạng của anh, ông chủ liền tỏ ra không hài lòng bắt anh phải quay về làm việc. Đồng nghiệp khuyên Akim không nên cạnh tranh với Daryl vì anh ta có thể mua cho Lisa bất cứ thứ gì cô ấy muốn. Nghe vậy, nam chính chẳng có gì ngoài tiền liền cho người đến tặng một đôi hoa tai kim cương trị giá 500.000 đô cho Lisa, nhưng anh không cho biết tên người tặng mà chỉ ghi không phải do Daryl tặng. Sáng hôm sau, Lisa vui vẻ mời Akim cùng đi xem một trận bóng rổ, anh chàng cũng không ngại nhận lời và ngoài anh ra thì đối thủ Daryl cũng có mặt ở đó. Trong suốt trận đấu, Daryl không ngừng mỉa mai anh rồi bảo, chắc mấy người châu Phi các anh chẳng biết chơi môn thể thao nào cả. Có chăng cũng là tên ông chồng củ cải ư, nam chính lần đầu coi thể thao nên chẳng hiểu gì, tới cả tiếng còi nghỉ giải lao vang lên cũng làm anh hào hứng theo. Biết mình bị hớn nên Akim ngượng ngùng lấy cớ đi vệ sinh để giải tỏa sự quê mùa này, ai ngờ đang đứng xếp hàng thì bị thần dân ở quốc gia mình nhận ra. Anh ta kích động vui sướng quỳ rạp xuống chân váy lại không ngừng, sau đó còn xin chụp ảnh chung bảo rằng sẽ trân trọng giây phút này đến cuối đời. Cảnh này khiến cho Lisa và Daryl không khỏi sững sờ thắc mắc, Akim chỉ có thể biện minh rằng mình đã bị nhận nhầm. Vài ngày sau khi Daryl và Lisa đang ngồi tán tỉnh nhau sẵn tiện phát cơm chó cho Akim thì đột nhiên một tên cướp tay cầm súng xông thẳng vào tiệm. Tên cướp nổ súng đe dọa khiến mọi người ở đó đều hãi hùng khiếp sợ. Daryl nhát cái vội chui rút xuống gầm bàn, tên cướp không chế anh mập bắt phải nhét hết tiền vào túi. Akim ngồi yên bình tĩnh quan sát mọi việc, anh ra tín hiệu với Jemmy rồi từ từ tiến lại tên cướp. Chỉ với một cây lao nhà cùng với hai chiêu cơ bản, hoàng tử bành trai đã hạ gục được tên cướp. Cận vệ Jemmy cũng rất nhanh tay nhặt khẩu súng để khống chế hắn ta. Sự dũng cảm của Akim đã khiến Lisa rung động, Leo cũng rất cảm kích nên đã mời họ đến nhà mình để đãi một bữa tiệc. Ông chủ tự hào khoe căn nhà lớn với nhân viên của mình, còn bảo rằng nếu anh chăm chỉ cố gắng thì vài chục năm nữa tôi sẽ có thêm chục căn như vậy nữa. Nhưng Leo không biết rằng anh chàng đến từ châu Phi này thực ra là một hoàng tử, nhà anh chẳng thiếu mẹ gì ngoài tiền và quyền lực cả. Tuy vậy, việc đến được nhà của ông chủ cũng coi như là một nước đi rất thành công với Akim. Tại bữa tiệc, Daryl mặt dày lại tiếp tục chém gió rằng hôm đó anh có thể hạ được tên cướp nếu tay không bận cầm cốc cà phê. Buổi tiệc đang diễn ra thì Leo cùng bố mẹ của Daryl đột nhiên thông báo một việc rất quan trọng. Hóa ra đây không phải một buổi rượu bình thường mà là một buổi thông báo đính hôn giữa Daryl và Lisa. Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều rất ngạc nhiên. Tất nhiên Lisa không hề biết trước việc này khiến cô tỏ ra rất tức giận. Cô biết bố mình chỉ thích tiền nhà Daryl mà không cần hỏi xem ý của con gái như thế nào. Lisa lôi Daryl vào trong mắng cho anh ta một trận bảo rằng lần sau có muốn lên kế hoạch cho cuộc đời cô thì hãy nói trước một tiếng, sau đó đòi chia tay ngay lập tức. Nói xong, cô nàng bỏ ra ngoài ngồi xích đu, đang buồn bã suy nghĩ thì Akim nhẹ nhàng bước tới và anh dịu dàng khoác áo lên cho cô, cả hai đồng cảm với nhau về việc bị ép buộc trong hôn nhân. Lisa cảm thấy dễ chịu khi trò chuyện với anh, rằng cô có thể kể hết cho anh mọi thứ về những điều mà cô không thể nói ra với ai khác. Cô cũng bày tỏ sự cảm kích vì nam chính đã lắng nghe mình giải bày tâm sự, mối quan hệ của hai người từ đó cũng dần trở nên tốt đẹp. Không lâu sau đó, mỗi khi tan làm hai người họ bắt đầu hẹn hò. Lisa cảm thấy như mình nợ Akim một điều gì đó nên cô định mời anh đến nhà dùng bữa. Vị hoàng tử khéo léo từ chối rồi muốn cô đến nhà mình để anh có dịp trổ tài nấu nướng. Akim tiết lộ nhà mình rất nghèo và nếu cô không ngại thì hãy đến. Cô nàng không quan tâm về gia cảnh của anh nên rất sẵn lòng xem nơi anh sinh sống. Khi cả hai trở về nhà đang định mở cửa bước vào thì Akim giật mình hoảng hốt. Thì ra nhân lúc anh không ở nhà thì Sammy đã bỏ tiền để cải tạo căn phòng cũ nát thành một căn hộ sang trọng. Nếu để Lisa thấy cảnh tượng này chắc chắn họ sẽ bị lộ, kế hoạch của anh sẽ tan thành mây khói. Akim tức giận lấy hết tiền của Sammy rồi cảnh cáo gã vệ sĩ không được phá hoại cơ hội tán tỉnh Lisa của anh. Sau đó anh nói dối với Lisa rằng có một con chuột rất to trong phòng nhưng cô không tin. Cô nàng cho rằng anh chỉ đang thấy xấu hổ về căn hộ mình nên cũng không muốn làm phiền anh nữa. Thế là cả hai quyết định ra ngoài ăn tối. Trên đường đi hai người gặp một người đàn ông vô gia cư. Akim hào phóng tặng cho người đàn ông túi tiền vừa tịch thu của Sammy. Đến khi mở túi ra, ông ta không tin vào mắt mình nữa rồi. Người ăn xin vui mừng rủ ông bạn đến để cảm ơn Akim. Lisa thấy thế rất ngưỡng mộ hỏi tại sao lại có nhiều người yêu quý anh đến như vậy. Chắc hẳn ở quê hương nhiều người phụ nữ sẽ phải ngã phục dưới chân anh mất. Cô cảm nhận được có thứ gì tỏa sáng từ bên trong người đàn ông này. Thứ gì đó không phải tầm thường mà mang khí chất của hoàng gia. Lisa hỏi nam chính về công việc trước đây nhưng hoàng tử cũng không vội tiết lộ. Anh chỉ nói rằng mình chỉ là một chàng chăn rau. À tôi nhầm, là chăn dê cụ, khiến Lisa liền bật cười. Cô nàng tốt bụng không hề xem thường anh chàng nhà quê, vì nếu muốn một gã giàu có thì cô đã chọn ở bên Daryl rồi. Lisa đã thực sự bị khí chất của người đàn ông này mê hoặc.
Tối ấy họ cùng nhau khiêu vũ dưới điệu nhạc du dương và trao cho nhau nụ hôn thật sâu đậm. Bố của Lisa biết về gia cảnh của Akim nên không tán thành việc hẹn hò của hai người họ. Ông không muốn con gái mình phải chịu khổ cực như ông trước đây. Lisa nói rằng trong mắt bố chỉ có tiền thôi sao. Nói xong cô đi đến bảo tàng để hẹn hò với Akim. Khi đang tham quan khu triển lãm quê hương Zamunda, anh vội vàng xoay người Lisa vào tường né tránh. Hóa ra trên tường có một bức ảnh chụp gia đình hoàng gia của hoàng tử. Rất may là Akim nhanh nhẹn nên bí mật vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng ngay lúc này quốc vương cũng đã có mặt ở Queens sau khi nhận được điện tín của Sammy. Ông tìm đến phòng lúc này chỉ có gã vệ sĩ rồi mắng cho anh ta một trận vì Sammy đã không hoàn thành nhiệm vụ rồi tìm đến nơi làm việc của con trai. Lúc này thân phận hoàng tử của Akim đã không còn thể giấu được nữa. Leo cầm tờ tiền in hình vị hoàng tử đang làm thuê cho ông mà lòng vui sướng như trúng số. Khi Akim quay về ông sẽ lập tức sẽ báo động cho quốc vương. Tối ấy Akim muốn dẫn Lisa về phòng trọ mới của mình thì anh thấy cánh hoa hồng rơi đầy dưới đất. Anh biết chắc cha mình đang có mặt ở đây và lập tức đổi kế hoạch đưa cô nàng về nhà. Về phía Leo sau khi biết được sự thật thì ông đã thay đổi hoàn toàn thái độ. Lão rất nhiệt tình chào đón anh chàng nhân viên quen và tử tế còn mời Akim ở lại lai dài tâm sự. Daryl lúc này cũng đến nhà Leo ăn trực, ngay lập tức bị ông đóng cửa thả chó rồi đuổi thẳng cổ. Ông chú Leo này tốc độ lật mặt phải nói còn nhanh hơn cả Messi giật tỷ số vô địch của cúp. Sau đó ông lén lút gọi điện cho quốc vương thông báo về sự có mặt của Akim. Khi ông ta vừa quay lại thì nam chính cũng đã rời đi. Thấy bố mình khác thường nên Lisa gặng hỏi và cuối cùng cô cũng biết được thân phận thật của người mình yêu. Sau đó quốc vương đã tìm đến nhà Leo để nói chuyện riêng với Lisa rằng con trai ông đã đính hôn ở quê nhà nên cô hãy biết điều mà lặng lẽ rút lui. Quốc vương phản đối kịch liệt mối quan hệ này. Ông ta cho rằng gia đình của Lisa thấp kém khó mà môn đăng hộ đối với gia đình hoàng tộc. Lisa không chịu nổi áp lực nên cô xin lỗi mọi người và liền bỏ đi. Đúng lúc này Akim đã quay lại. Anh mặc kệ lời ngăn cấm của cha mà đi tìm Lisa. Anh chàng bày tỏ mình sẵn sàng từ bỏ thân phận hoàng gia rồi tuyên bố cho mọi người trên tàu rằng ngay lúc này tôi không còn là hoàng tử của Zamunda. Tôi từ bỏ ngai vàng của chính mình. Anh không quan tâm đến tiền tài danh vọng. Thứ mà hiện tại anh quan tâm nhất và mãi mãi về sau chính là em. Những lời chân thành của Akim cũng không thể khiến cô hồi tâm chuyển ý. Cô nói lời xin lỗi rồi chào tạm biệt Akim lần cuối. Nàng bỏ lại anh trên chuyến tàu chứa đầy sự tiếc nuối. Không thể níu kéo người phụ nữ mình yêu, Akim đành quay về nước để hoàn thành nghĩa vụ hôn nhân do cha anh sắp đặt. Trong ngày đám cưới khi anh vén khăn che mặt của cô dâu lên thì vui mừng nhận ra hôn thê của mình không ai khác ngoài Lisa. Hóa ra sau khi nghe vợ mình khuyên nhủ, hãy vì hạnh phúc của con trai mà bỏ qua cái truyền thống chết tiệt đó đã khiến quốc vương đã thay đổi ý định. Ông ủng hộ cho tình yêu của con mình, thực sự chúc phúc cho hai con, một tình yêu chân thành không phụ lợi cùng sự đồng cảm sâu sắc giữa hai con người với hai thân phận được cho là không cân xứng cuối cùng cũng đi đến một cái kết đẹp. Đó bạn thấy đấy, ở đâu rồi cũng sẽ có tình yêu đẹp thôi, hoàng tử rồi sẽ tìm được lọ lem, cũng như anh đánh giày sẽ tìm được tiểu thư đài các, nhưng quan trọng nhất vẫn là thứ gì không mua được bằng tiền thì phải xem lại tiền của bạn đã đủ để trả giá mua lại chưa. Thức tỉnh đi các con rời, có tiền mới thực được ước mơ nuôi con gái nhà người ta nghe mấy cha nội. Jun Son là một cậu nhóc sinh viên đại học, chỉ vì tin lời thầy Long chọc mà bỏ cả học để đi làm giàu. Cô cậu nhảy việc tận hơn vài chục công ty sâu rồi mà vẫn chưa thành tài nổi, đã vậy còn trở thành một con báo con chính hiệu. Bỗng một ngày nọ có một ông chú ăn mặc kiểu vương giả xuất hiện tại nhà Jun Son. Ông ta bảo rằng anh là đứa con trai thất lạc bấy lâu nay và muốn đón cậu về làm người thừa kế ngai vàng của Wakanda. Từ một thằng thất nghiệp bỗng chốc được quốc vương châu Phi giàu vãi cả lồng đến tận giường đón về, liệu rằng cuộc sống Jun Son sẽ thay đổi theo chiều hướng đi lên như diều gặp gió hay lại gặp một tay đa cấp lừa mình chui đầu vào lỗ đây? Tại một vương quốc Wakanda ở châu Phi, nhà vua Akem cùng hoàng hậu đang sống hạnh phúc bên ba cô công chúa xinh đẹp và nện na. Đức vua vừa khánh thành một cửa hàng thức ăn nhanh tên là McDowell, đạo nhái thương hiệu McDonald's của Mỹ một cách công khai vì chả ai rảnh để kiện nơi khi ho cò gáy này cả. Chiều hôm đó, đức vua Akem luyện võ cùng cô con gái rượu của mình trên nền nhạc Vina hay anh bảnh quầy xuyên vũ trụ. Cả hai múa gậy cực dẻo và ngang tài ngang sức, nhưng vua cha đã cố ý nhường cho con đạp mình một cái. Lúc này cả cô con gái thứ ba và út cũng đã tham chiến nên ông phải cân cả ba cùng một lúc. Tưởng chừng như Akem đã khóa được đứa con cả nhưng không ngờ, sức mạnh của cô gái 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu lại có thể vật một người đàn ông lực lưỡng như ông té nhào. Vừa lúc đó cận thần cấp báo có quân phiến loạn đang kéo đến trước cửa cung điện nên Akem lập tức sửa soạn đồ đạc để tiếp đón chúng theo lễ nghi triều đình. Đám loạn thần tặc tử xông thẳng vào chính điện rồi múa may quay cuồng như thú hoang trước mặt nhà vua. Sau đó tên chỉ huy Izizi bước ra trách tội Akem rằng ngày xưa ông dám bỏ rơi chị gái mình nên giờ bà ta trông không khác gì bệnh nhân trung ương hay trốn viện. Izizi đe dọa sẽ phát động chiến tranh nếu Akem không chấp thuận yêu sách, mà trong đó họ sẽ tổ chức một cuộc hôn nhân cho đứa con trai ngỗ nghịch của hắn và công chúa cảnh vàng lá ngọc của nhà vua.
Nam chính không nói là sẽ đồng ý hay từ chối, ông chỉ bảo hắn ra về và cho mình thời gian suy nghĩ. Sau đó, AKM tới bên giường bệnh của Thái Thượng Hoàng để xin lời khuyên nhưng ông lại chỉ trách, tại sao nhà vua chỉ sinh được 3 con vịt trời mà chẳng cho ông một đứa cháu trai để nối ngôi. Lúc đó cận thần Sammy mới tiết lộ rằng thật ra đức vua có một đứa con trai ngoài hôn thú khi chơi bời trác táng ở đất Mỹ nhiều năm trước. Lúc đó Sammy dắt một chị da đen thân hình nở nang về nhà ra mắt AKM, cô nàng đã mời nhà vua một ngụm khói xà cơn phê phê tít mắt rồi chuyện gì tới nó cũng tới. Giờ đây AKM mới nhớ ra tất cả mọi chuyện nên lao tới đánh Sammy ra bã vì dám hại đời trai của mình. Trong lúc mọi người đang cãi nhau, Thái Thượng Hoàng chăn trối những lời cuối rồi nhắm mắt xuôi tay. Tang lễ diễn ra một cách long trọng trước sự chứng kiến của hoàng tộc và thần dân. Khi nghe mấy em đào phục vụ tiết mục văn nghệ thì Thái Thượng Hoàng đột nhiên bừng tỉnh để enjoy cái moment này và ông rồi chính thức bay về nơi chín suối. Sau khi đám tang kết thúc, AKM quyết định lên chuyên cơ hoàng gia để bay sang Mỹ tìm thằng con hoang của mình nhờ vào bức họa mà Sammy đã vẽ từ trước. Về phía cậu con trai, anh tên là Junson và đang nộp đơn xin việc tại một công ty công nghệ. Buổi phỏng vấn khá suôn sẻ vì mồm của Junson dẻo thôi rồi, cho đến khi nhà tuyển dụng phát hiện ra anh chưa tốt nghiệp đại học, khi nghe ứng viên bảo rằng anh bỏ dở việc học là vì gia đình đổ vỡ và phải tự bươn trải để kiếm kế sinh nhai, giám đốc tỏ ra khá đồng cảm do cả hai có cùng hoàn cảnh. Tuy nhiên Junson đã lập tức đứng dậy bỏ đi khi biết được ông sếp tương lai của mình là thành viên VIP của FC Mai Thúy và còn thích chơi gay. Đức vua AKM đã đến đất Mỹ trong bộ trang phục hoàng gia nhưng chả ai sống gần đó quan tâm cả. Sammy bảo với mọi người trong tiệm hớt tóc rằng AKM là vua của một vương quốc rộng lớn nhưng ông chủ đáp lại rằng nói xuông thì tao cũng nhận mình làm tổng thống nước Mỹ cũng được. Nói tới đây AKM lấy hình con trai ra và hỏi có ai trong số họ nhìn thấy thằng cu này bao giờ chưa. Họ mách rằng thường nhìn thấy Junson bán vé chui trước quảng trường nên nhà vua lập tức lên đường tới đó. AKM muốn chạy tới ôm lấy con trai nhưng Sammy đã cản lại và bảo rằng vương giả quyền quý thì làm sao có thể mở cửa xe ra mà quốc bộ giữa chốn đông người được. Thế là đức vua phải thay đồ và giả danh là một fan cứng cựa của bóng chày để tiếp cận Junson. Sau màn tái hợp không mấy xúc động, AKM theo thằng cu về nhà để gặp lại người phụ nữ năm xưa. Bà tự tin bảo rằng mình hiểu rõ nhà vua trong từng lời ăn tiếng nói nhưng ngược lại AKM lại chả nhớ được tên tình nhân của mình. Junson đến lúc này vẫn không tin người đàn ông lạ mặt là cha ruột của mình nên anh từ chối đi theo ông, cho đến khi Sammy vô tình làm rơi vali chứa $1,000,000 và vàng thỏi xuống đất. Cậu nhóc cầm thỏi vàng lên và quay xe cực cát khi bảo rằng đây đúng là người cha đáng kính của mình chứ không lẫn vào đâu được. Junson bảo rằng nếu muốn anh trở về vương quốc thì AKM phải dẫn mẹ anh theo cùng. Và thế là hai mẹ con được hộ tống lên con limousine xịn sò để chuẩn bị quay lại châu Phi. Khi về nhà, nhà vua bắt gặp hoàng hậu Lisa đang cực kỳ giận dữ vì bà đã biết chuyện đứa con trai ngoài hôn thú của ông. Tuy nhiên hoàng hậu vẫn sẵn sàng tha thứ nếu từ đây về sau AKM không giấu giếm bất kỳ chuyện gì nữa. Vừa dứt lời thì Junson và mẹ chạy vào sảnh trong tâm thái sung sướng tột độ, họ còn móc điện thoại ra tự sướng liên tục khoe của. Bà chạy đến ôm chầm lấy hoàng hậu và xin lỗi rằng đã ăn nằm với đức vua để lòi ra thằng cu Junson ăn ở này. Ba cô công chúa bước xuống chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong gia đình mình nhưng cũng giữ lễ vì dù gì cũng là hoàng tộc. Và thế là từ giờ vua của Gia Mun Gia đã phá bỏ mọi quy tắc của hoàng gia khi ông dắt một bà vợ từ Mỹ cùng thằng con hoang về trình làng. Trên bàn ăn, người con gái cả không thể ngon miệng khi thấy Junson và người mẹ ghẻ ăn uống theo kiểu phàm phu tục tử được nên cô đứng dậy bỏ đi. Kể cả hoàng hậu Lisa cũng ghim hai mẹ con thường dân đó và không thèm nói chuyện với đức vua AKM. Vừa mở mắt ra Junson đã được ba em đào nóng bỏng đến tận phòng đề nghị tắm cùng, vì là trai tân nên cậu nhóc phải chạy đến hỏi ý kiến của mẹ mình. Bà bảo cứ chơi sảng láng đi con. Hãy nhớ thân phận bây giờ của con là hoàng tử nên quất bao nhiêu em cũng được hết. Vừa dứt câu thì có một thanh niên lực lưỡng trồi lên từ dưới nước để phục vụ mát xa cho bà. Khi Junson quay về phòng thì anh bắt gặp một cô gái lạ mặt tự nhận là thợ hớt tóc hoàng gia. Chỉ trong vòng 15 phút Junson đã có quả đầu cực chiến theo phong cách Wakanda, kèm thêm một bím tóc được thắt bằng dây chun làm từ vàng 4 con 9 lòi cả mắt. Khi Junson và mẹ của mình đang quậy phá trước mặt quần thần thì tên tướng Izzy lại dẫn quân xông vào kiếm chuyện vì hay tin AKM vừa dẫn thằng con hoang về nhà. Sau khi nói móc nhau vài câu thì hắn đưa đứa con gái rượu bo to của mình ra diện kiến nhà vua. Cô nàng này có quả đầu chổi cha không đụng hàng ai nhưng gương mặt lại vô cùng sắc sảo. Hát ca một hồi thì bo to lột cả áo khoác làm lộ bộ body suit bó sát cơ thể và đường cong mỹ miều. Junson khi nhìn thấy cảnh đó thì thiếu điều muốn xịt cả máu mũi. Anh lập tức tiến tới bắn một đoạn rap để khoe mẽ khả năng của mình. Sau khi tiết mục kết thúc, vua AKM cùng tướng Izzy chốt kèo làm hôn lễ ngay và luôn cho hai đứa con. Chăng đây chính là bước tiến tốt để xóa bỏ mọi thù hằn dân tộc của họ. Tin tức AKM có con trai đã lan truyền khắp trên sóng truyền hình nên ông phải nhanh chóng dạy dỗ cho con mình thành tài càng sớm càng tốt để không bị thiên hạ cười chê. Sammy dạy cho Junson cách đi đứng kiểu vương giả rồi bắt anh ghi nhớ tất cả những tiền nhân trong dòng tộc. Sau đó AKM đưa cho con trai một chiếc kéo cắt lông mũi rồi bắt anh đi bứt râu sư tử để thể hiện bản lĩnh đàn ông.
Tuy nhiên Johnson nhận ra rằng đây không phải là lối sống mình muốn và cả đời này anh sẽ không thể nào đáp ứng được sự trông đợi của vua cha. Trong lúc tuyệt vọng nhất, cô thợ cắt tóc lại đến bên hoàng tử và khuyến khích anh hãy sống theo cách của mình nhưng vẫn làm cho người đời nể phục. Từ ngày hôm đó Johnson tu trí học hành với sự giúp đỡ của người thân và trả bài không vấp một chữ. Trong lúc đó cô con gái cả của Akem vẫn luyện tập chăm chỉ và giữ thái độ thù địch với hoàng tử mới. Johnson biết chị cả không ưa gì mình nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện và tạo mối thân tình để nhờ cô mách mẹo lấy được cọng lông của chúa Sơn Lâm. Sau đó anh từ từ tiến vào trong rừng sâu để tìm con sư tử rồi dụ nó ra ngoài đồng trống. Johnson nhảy vào chiếc lồng tre đã đặt sẵn từ trước để phòng thủ. Anh tìm cơ hội tiến lông con thú dữ số 1 của Thảo Nguyên. Nó hung tợn đến nỗi suýt xé xác hoàng tử nhưng bất ngờ lại trở thành chú mèo ngoan ngoãn trước sự bất ngờ của mọi người. Thì ra hoàng tử đã bôi pet cho mèo lên chiếc lồng để dụ nó ăn rồi cắt lấy lông, một nước đi phải gọi là 210 IQ của Johnson, có lẽ các đời tiền nhân trước còn không bá đạo được như vậy. Tiếp theo hoàng tộc sẽ tổ chức một nghi lễ trưởng thành cho mọi vị vua tương lai và đó là lễ cắt bao quy đầu. Lúc đầu Johnson tỏ ra vô cùng hoảng sợ nhưng sau khi được mọi người động viên thì anh cũng đành tuột quần ra cho thằng nhỏ vào cái lỗ trên bàn. Thái giám cầm con dao sắc như dao cạo giáng xuống một cái, tưởng đâu đi luôn cái chân giữa rồi nhưng thật ra đây chỉ là một màn chơi khăm của nhà vua mà thôi. Màn hù dọa đó khiến cho hoàng tử không thể nào đứng vững nữa dù cho vua cha đang chuẩn bị trao vương miện cho anh. Tối hôm đó Johnson đi dạo cùng cô thợ hớt tóc của mình và hai người tỏ ra rất thân thiết thấu hiểu nhau. Cô bảo rằng sau này muốn tự mở một tiệm hớt tóc cho riêng mình chứ không làm trong hoàng cung nữa. Hóa ra hoàng tử đã yêu cô nàng từ lúc vừa mới bắt gặp và anh đã trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Dù đã có phút yếu lòng nhưng người tình của Johnson vẫn biết giới hạn của mình bởi cô chỉ là một người thấp cổ bé họng không xứng đáng với dòng máu hoàng tộc đang chảy trong người của hoàng tử. Tại một bữa tiệc sang trọng, hoàng hậu Lisa đem một sợi dây chuyền vàng đính hột kim cương to tổ trắng lấp lánh tặng cho vợ bé của đức vua Akem. Sau đó hai người dắt nhau đi uống rượu đến mức say bí tỉ. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của họ đã khăng khít hơn trước rất nhiều nhưng Johnson lại gặp vấn đề với cô dâu tương lai của mình. Khi được hỏi về sở thích hay những dự định trong tương lai, Potopo chỉ đáp rằng cô sẽ làm bất cứ thứ gì hoàng tử muốn. Việc này khiến cho Johnson vô cùng khó xử, bởi anh chỉ thích một người có tư duy độc lập và có hoài bão giống như cô thợ hớt tóc. Sau một hồi đắn đo, hoàng tử quyết định bỏ trốn cùng người tinh và mẹ ruột của mình trên chuyên cơ hoàng gia. Khi nhà vua Akem phát hiện thì đã quá trễ, ông còn bị hoàng hậu Lisa trách móc vì đã gạt bỏ con gái cả qua một bên để đi tìm một thằng con hoang để có thể giảng hòa với tên độc tài Izzy. Hậu quả là hoàng hậu Lisa phải chồng mình ra cửa hàng thức ăn nhanh lau nhà cả đêm. Sau khi vực dậy tinh thần, Akem tức tốc đến Mỹ để tìm lại con trai mình vì tên độc tài Izzy đã dí đến đít. Ngay sau đó công chúa bị kẻ thù ác giải đi nhưng cô đã quyết định dùng hết sức để đánh trả. Cô nàng tung một trò thẳng vào mặt của tên lính gác rồi đạp hắn té ngã ngửa và cầm vũ khí lên chiến đấu với những gã còn lại. Sau một hồi quân nhau với hai tên to xác, sức lực của công chúa đã dần cạn kiệt và bị chúng dập cho ra bã. Trong lúc Izzy đang đắc thắng thì lính gác của hắn bị ai đó ném như đồ chơi, không ai đó chính là Sammy và hai cô con gái còn lại của vua Akem. Hai công chúa dùng gậy đánh liên tục vào người tên tay sai rồi thụt vào giữa hang hắn như chơi pizza. Còn Sammy thì solo 1-1 với tướng Izzy. Hắn túm được gậy của ông rồi dùng tay chặt đứt nó trước khi tung một cước cho đối phương ngã sóng xoài. Khi Izzy định tung đòn kết liễu thì cô con gái cả đã xông tới gõ vào lưng rồi gạt rào hắn chỉ trong vòng hai nốt nhạc. Chả hiểu tướng quân kiểu gì mà bị nữ nhi gõ cho mấy cái là đã giơ tay đầu hàng mất rồi. Quay trở lại với đức vua Akem, ông đã xông vào sảnh đường nơi hoàng tử và hôn thê đang chuẩn bị làm lễ để thuyết phục anh quay về. Cô dâu là người hiểu chuyện nên cũng bảo rằng quê hương của hai người đang bị kẻ thù lăm le nên không thể tiến hành hôn lễ. Điều cần làm lúc này là phải quay về nhà cùng vua cha đánh đuổi ngoại xâm. Tuy nhiên họ không biết rằng ba cô công chúa và Sammy đã làm hết những điều khó khăn nhất rồi và tên Izzy đã thề không bao giờ dám bén mảng tới vương quốc của nhà vua Akem nữa. Trong tiệc cưới của Johnson cùng vợ, ông đã tuyên bố con gái cả sẽ làm người kế vị sau khi mình qua đời, bởi công lao giữ vững nền độc lập của cô rất xứng đáng để ngồi trên ngai vàng, còn hoàng tử sẽ làm đại sứ cho vương quốc tại Mỹ. Cuối cùng cả dòng họ đã có một bức ảnh chụp chung cực kỳ quý giá sau những thăng trầm trong cuộc sống. Coming High America là một bộ phim hài Mỹ nhưng lại khắc họa tình cảm gia đình một cách sâu sắc. Nhà vua dù thương vợ thương con nhưng lại khá nhu nhược với kẻ thù, nhờ sự cứng cỏi và quyết tâm của Johnson mà ông mới nhận ra lỗi lầm của mình. Sau cùng gia đình vẫn là nơi tuyệt vời nhất để trở về dù người ta đã phạm bao nhiêu lỗi lầm trong đời, bởi chỉ có họ mới là người luôn tha thứ và chào đón ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào.